Đoàn kiểm tra giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa có buổi làm việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và quý 1 năm nay tại Hội Cựu chiến binh huyện Long Thành. Cùng dự kiểm tra còn có đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của hội trong năm 2023 đến nay, trong đó đánh giá rõ hiệu quả hoạt động các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên thoát nghèo, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là tham gia vận động nhân dân vùng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đồng thuận với chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, tích cực bàn giao mặt bằng. Qua đó giúp cho dự án được triển khai xây dựng các hạng mục thuộc giai đoạn 1 đạt tiến độ theo yêu cầu của chính phủ. Ban chấp hành huyện hội cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động của hội cơ sở và các chi phân hội hội viên. Đoàn kiểm tra giám sát Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam biểu dương những kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh huyện Long Thành đã đạt được, nhất là công tác vận động nhân dân vùng dự án sân bay. Đoàn cũng ghi nhận những hạn chế trong hoạt động của hội, chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh nhằm giúp cho hoạt động Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở tốt hơn trong thời gian tới.